Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại serum được quảng cáo rằng sẽ hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, làm trắng da, trị thâm, trị mụn hay là chống lão hóa. Tuy nhiên có khá nhiều chị em chúng ta khi thoa serum lại không đạt được điều chúng ta mong muốn về làn da. Chị em biết không, dù có thoa bất kỳ serum nào, nếu như chúng ta không nắm được 4 điều cơ bản và quan trọng phía dưới đây thì thứ nhất là chúng ta vẫn tốn kém tiền bạc và thứ hai nó có thể khiến làn da của chúng ta tệ đi. Vậy thì cùng tìm hiểu với Hương 4 chú ý quan trọng khi chúng ta thoa bất kỳ loại serum nào ở trên da. Và trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là Hương có một fanpage tên là Nguyễn Mai Hương. Tại đây Hương sẽ chia sẻ rất là nhiều những kiến thức về chăm sóc da. Chị em mình hãy ghé qua đó để kết nối cùng với Hương. Và đừng quên là ấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Còn trên tay của Hương là rất nhiều những chai serum. Thì cái serum này nó sẽ đặc hơn cái dạng nước của chúng ta một chút. Và cái tác dụng đầu tiên này là ở cái dạng mà nó cũng hơi là lỏng lỏng một chút. Vì vậy chúng sẽ thẩm thấu được vào trong da chúng ta tốt hơn. Và tốt hơn rất nhiều so với những loại kem dưỡng ngày xưa. Điều thứ hai là tùy theo cái cách bào chế này thì trong serum của chúng ta sẽ có chứa một cái thành phần gì đó với một cái nồng độ hàm lượng bao nhiêu. Và tùy theo cách tinh chế đó thì chúng sẽ giúp hỗ trợ, sửa chữa hay là xử lý một số vấn đề ở trên da. Vì thế thì khi chúng ta thoa serum sẽ đạt được nhiều hiệu quả hơn là thoa những cái sản phẩm kem dưỡng thông thường. Rồi lưu ý đầu tiên là hãy xác định xem da của chúng ta cần loại serum nào. Hiện nay Hương thấy rằng là chúng ta hay mua các sản phẩm mỹ phẩm theo hai cách. Cách đầu tiên là nghe quảng cáo này, cộng với các sản phẩm đang sale. Và chúng ta thấy rằng cái sản phẩm này rất là rẻ và chúng ta mua về sử dụng. Nhưng mà chị em hãy kiểm tra lại xem, ở trên cái bàn mỹ phẩm của mình có bao nhiêu chai serum chúng ta mua về mà không dùng hết. Đó và cộng lại thì nó tốn rất là nhiều tiền bạc của chúng ta và làn da chúng ta vẫn không được đạt như ý muốn. Điều thứ hai là chị em mình mua serum giống như bạn của mình hay là giống như những cái review ở trên mạng hay là trong những cái trang mà group đó. Thì chị em biết rằng là mỗi làn da của chúng ta sẽ khác nhau, có làn da yếu, làn da khỏe hay là có những làn da có tuýp da khác nhau. Vì vậy chúng ta không thể nào dùng cái sản phẩm mà giống của bạn mình để xử lý những vấn đề trên da của chúng ta được. Vì vậy là khi mua serum thì chúng ta tránh mua theo review và mua theo bạn của mình nha. Rồi thì Hương tổng kết lại, trên làn da của chúng ta sẽ có đâu đó khoảng tầm 3 vấn đề chính. Vấn đề đầu tiên có thể là da chúng ta đang gặp tình trạng là mụn, có thể là mụn ẩn hay mụn biên đúng không? Vấn đề thứ hai có thể là da chúng ta đang gặp tình trạng là sắc tố da, có thể là các đốm nâu, nám da hay tàn nhang. Vấn đề thứ ba có thể là da chúng ta đang lão hóa, nhăn nheo này, hay có thể là thiếu ẩm này, xìn màu này. Đó thì hãy xác định xem cái vấn đề trên làn da của chúng ta là gì để chúng ta bổ sung các loại serum phù hợp với tình trạng da. Hương lấy ví dụ rằng là nếu như mà da chúng ta đang nhăn nheo này, thiếu ẩm này thì chúng ta có thể bổ sung thêm serum có chứa HA, serum có chứa B5 để cấp ẩm hay là serum có chứa retinol để hỗ trợ làm da chúng ta giảm tình trạng nhăn và chống lão hóa. Hay là da chúng ta đang có tình trạng mụn này, có thể là mụn ẩn hay mụn viên đúng không? Thì thứ nhất là serum có chứa niacinamide vừa hỗ trợ cấp ẩm này, giảm kiểm soát tình trạng dầu này, vừa hỗ trợ thêm cho làn da của chúng ta nó sáng hơn. Hoặc là serum có chứa là BHA này, hỗ trợ chúng ta là loại bỏ tế bào chết này và có thể là kiểm soát lượng dầu nữa đúng không? Hay là chúng ta mong muốn làm sáng da thì có thể làm bạn với các serum có chứa như là arbutin này hay là vitamin C. Đó thì đầu tiên phải xác định xem cái loại serum mà chúng ta cần dùng là gì. Rồi chị em hãy xác định xem serum mình cần dùng là gì và comment ở phía dưới để chia sẻ cùng với Hương nha. Phần thứ hai, sau khi đã xác định được serum rồi chúng ta sẽ tiến hành lựa chọn serum. Thì nguyên tắc đầu tiên là chị em mình hãy mua sản phẩm chính hãng nhé. Có thể trên thị trường có rất nhiều sản phẩm như là sách tay này hay là sản phẩm chiết này. Nhưng chị em biết rằng là thứ nhất là sản phẩm chiết, chúng ta không biết rằng là những cái sản phẩm đó mở nắp được bao nhiêu lâu và có đảm bảo rằng là sản phẩm chính hãng hay không. Thì mua về chúng ta vẫn tốn tiền mà da chúng ta có thể tệ đi. Điều thứ hai là nếu như không mua những sản phẩm chính hãng thì biết đâu mà chúng ta sẽ mua phải những sản phẩm mà gọi là hàng nhái, hàng giả đó. Và thứ nhất là khi dùng này chúng ta sẽ hoang mang đúng không? Cứ phải đi hỏi xem là sản phẩm này có chính hãng hay không. Và thứ hai là nếu như mà hàng không phải chuẩn thì bôi trên da chúng ta sẽ khó có một làn da đẹp được. Sau khi đã mua sản phẩm chính hãng thì chị em mình hãy để ý đến nồng độ của sản phẩm. Cái nồng độ của sản phẩm này rất quan trọng. Nếu như mới sử dụng thì nên sử dụng nồng độ thấp thôi để cho da chúng ta làm quen, tránh hiện tượng là da bị đỏ, rát này hay là kích ứng này. Hương lấy ví dụ như là chúng ta mới sử dụng đi thì vitamin C nên dùng cho đó khoảng tầm là 5-10%. Chứ nếu chị em mình mong muốn làm sáng da nhanh mà dùng 15-20% thì da chúng ta bôi lên sẽ rất dễ đỏ này, rát này, thậm chí có thể kích ứng. Điều thứ hai là hãy quan tâm một chút đến cái dung môi đi kèm. Cái này thì có một số ít hãng thôi, nhưng Hương lấy ví dụ về BHA chẳng hạn. Thì đối với sản phẩm BHA của Obagi thì dung môi bên trong là dung môi cồn, đúng không? Cồn và có chứa BHA 2% thì nó rất là mạnh. Và cái đó nếu như dùng trên một làn da nhạy cảm này, hoặc là làn da mà chúng ta đang có dấu hiệu là thiếu ẩm hay kích ứng ấy, thì da chúng ta sẽ tệ đi rất là nhiều. Đó, vì thế có thể chuyển sang dùng BHA ở những dung môi khác, ở những cái dạng mà dịu nhẹ hơn một chút.
Vậy thì khi mà chúng ta mua sản phẩm thì thứ nhất là tránh ngãn, và thứ hai là chị em mình hãy dùng cái nồng độ thấp nhất để cho làn da chúng ta làm quen đã. Thì sau đó nếu da ổn rồi chúng ta sẽ tăng dần lên. Rồi và chú ý thứ ba chính là về cách bảo quản serum. Và trước khi bước vào cái chú ý quan trọng này thì đừng quên là ấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới chị em nha. Có rất là nhiều các loại serum mà khi chúng ta không bảo quản tốt ạ, thì đâu đó chỉ khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng cái serum đó của chúng ta đã bị oxy hóa. Và oxy hóa thì biến đổi thành chất khác, thì khi bôi trên da sẽ không còn có tác dụng, hoặc là có thể khiến làn da chúng ta gây những phản ứng như là bị dị ứng này, hay có thể kích ứng này, đỏ và rát. Vì thế chị em mình cần học cách bảo quản serum đó. Thứ nhất là khi chúng ta mua sản phẩm về thì hãy đọc ở phía bên sau nhãn. Tất cả những hàng chính hãng này thì đều có phía sau. Ví dụ như ở đây là chai serum vitamin C thì hãng sẽ ghi là cái nhiệt độ để bảo quản C là 20 đến 25 độ này. Và thứ hai hãng sẽ ghi là hạn mở nắp khoảng tầm 3 tháng kể từ ngày mở nắp. Đó, thì khi mua serum này nếu bảo quản tốt nhất thì chúng ta sẽ nên bảo quản ở ngăn mát của tủ lạnh. Thế rất là nhiều chị em mình khi mà mình dùng serum thì tiện mà, mình để luôn cái serum trong nhà tắm. Và serum trong nhà tắm này chúng ta tắm bằng cái nước nóng này, thì hơi nước nóng này cộng thêm với việc chúng ta mở ra mở vào thì trong nhà vệ sinh có rất là nhiều vi khuẩn, thì nó sẽ khiến cho cái serum của chúng ta bị oxy hóa, thậm chí là biến đổi chất. Hoặc đơn giản điều thứ hai là khi chúng ta bôi các loại serum ấy, thì chị em mình có thể có thao tác là mình đưa thẳng cái ống này và chấm lên trên da. Chị biết rằng là nếu như chấm như vậy thì cái ống này nó sẽ là một cái giúp cái vi khuẩn có thể sinh sôi nảy nở, đưa vi khuẩn ở bên trong cái chai này. Vì thế khi mà chúng ta bôi các cái sản phẩm này, chị em mình có thể lấy sản phẩm ra phần tay nhá, đó, nhỏ ra tay như thế này, đúng không, không chạm vào và bôi lên trên da. Thì như vậy nó sẽ vừa khiến serum của chúng ta bảo quản tốt hơn. Rồi phần thứ tư, sau khi đã biết được là da mình cần gì, biết cách lựa chọn và bảo quản rồi, chúng ta sẽ tiến đến cách dùng sản phẩm như thế nào. Điều đầu tiên là về tần suất sử dụng sản phẩm. Thì bất kỳ loại serum nào chị em mình hãy test thử ở một vùng da để xem rằng là chúng ta có thích ứng với sản phẩm đó không. Sau đó thì để cho da chúng ta làm quen thì hãy dùng một tần suất ít đi, sau đó tăng dần lên. Tôi lấy ví dụ là dùng serum có chứa retinol thì một tuần đầu tiên hãy dùng là một lần một tuần, sau đó sẽ tăng dần lên khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Thì như vậy da chúng ta sẽ làm quen từ từ và tránh hiện tượng thích ứng. Bước tiếp theo hãy tìm hiểu xem rằng là cái serum của chúng ta sẽ nên dùng buổi sáng, buổi trưa hay là buổi tối, và dùng khi nào thì tốt hơn. Ví dụ như là serum có chứa vitamin C thì tất nhiên là chúng ta có thể dùng buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối đều được. Tuy nhiên nếu chúng ta kết hợp với buổi sáng này và trước bức kem chống nắng thì C sẽ làm nhiệm vụ tốt hơn, có tác dụng tốt hơn là bảo vệ da này, đồng thời là chống oxy hóa tốt hơn trên làn da. Vì thế chúng ta sẽ ưu tiên là sử dụng C vào buổi sáng. Hoặc đơn giản là retinol là một cái sản phẩm khiến da chúng ta nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với tia UV và ánh nắng mặt trời. Vì thế chúng ta sẽ nên sử dụng vào buổi tối. Và sau khi biết được là tần suất này cũng như là cái thời điểm dùng, thì còn phần nữa đó chính là chúng ta nên kết hợp serum đó với những cái loại serum nào trong cái chu trình. Thì lại có rất là nhiều các video Hương chia sẻ, ví dụ như là cách kết hợp vitamin C với retinol chẳng hạn, hay là cách kết hợp niacinamide với apatine. Chị biết rằng là serum thì có công dụng rất là tốt đối với làn da. Tuy nhiên là một cái chai serum thì không thể nào khiến da của chúng ta đẹp được. Vì thế chị em hãy học cách rằng kết hợp tối thiểu là hai nhóm sản phẩm lại để có thể phối hợp lại và xử lý các vấn đề ở trên da nha. Và chị mình đang dùng loại serum nào có thể comment ở phía dưới để chia sẻ cùng với Hương. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về 4 lưu ý vô cùng quan trọng khi chúng ta sử dụng bất kỳ loại serum nào để làm đẹp da. Vậy chị mình có thêm những thắc mắc gì có thể comment ở phía dưới để Hương hỗ trợ nha. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.